của chúng ta vẫn tiếp tục nuôi heo, lòng thương xót. Con tên gì? Con tên Bảo An. Bảo An, đứng lên con. Bảo An, mấy tuổi? Mấy tuổi? Con 7 tuổi. Con có cái gì đây? Con có phong bì. Rồi, có tiền lì xì. Rồi, con đứng ở đây cho cha. Một bé, hai bé. Đứng sát vào, đứng sát vào, đứng sát vào. Đứng sát vào con. Rồi, ba bé. Rồi, con đứng đây. Con tên gì? Tên Phá. Mấy tuổi? 5 tuổi. Có cái gì? Heo. Heo làm gì? Tặng cha. Tặng cha để cho ai? Người nghèo. Cho ai? Để cha giúp đỡ cho người nghèo. Wow, để cha giúp đỡ cho người nghèo. Nói có đầu, có đuôi, có chấm, có phẩy đàng hoàng nha bà. Con tên gì? Đã tên Nga. Nga mấy tuổi? 4 tuổi. Rồi Nga có cái gì đây? Con có con heo. Heo Nga cho ai? Cha cha làm. Rồi. Mà cho chính xác luôn chứ không có lôi thôi, có cho cha nào khác chỉ cho cha Long mà thôi. Rồi cha Long để làm gì? Để cho các bạn nghèo. Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và chúng ta thấy một rũi tất cả có mặc đồng mặc quốc phục đây Việt Nam đây. Ông trùm tên gì ông trùm? Thọ Ân. Hả? Ông trùm tên gì? Dạ thưa cha là Thọ. Thuật, ông trùm Thuật mấy tuổi? 8 tuổi. Ông trùm mặc áo gì đây? Ông trùm mặc áo dài cổ truyền Việt Nam, cho một tràng pháo tay hoan hô thưa anh chị em. Chúng ta luôn luôn cũng phải có những em để giữ được truyền thống dân tộc Việt Nam mình trong ngày Tết. Ông trùm có con gì đây ông trùm? Con heo. Cho, ông trùm cho ai? Người nghèo. Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vâng, con con tên gì? Con tên gì? Con tên Hải Yến ạ. Hải Yến mấy tuổi? Con 13 tuổi ạ. Hải Yến tên thánh là gì? Bên Lương ạ. Tên thánh là Bên Lương. Rồi, con giúp cho ai đây? Giúp cho người nghèo ạ. Rồi, cảm ơn Hải Yến. Còn con? Con tên là Diệu Linh ạ. Diệu Linh mấy tuổi? 10 tuổi ạ. Diệu Linh rước lễ lần đầu chưa? Con không biết. Không biết, vậy con có đạo không? Con có. Con đạo gì? Con đạo Lương. Hallelujah. Con đứa đạo Lương. Rồi, đây cha gửi tặng cho chúng con mỗi bé một tấm ảnh Chúa Giêsu nha. Đây, gửi tặng cho chúng con tấm ảnh Chúa Giêsu. Anh phát dùm cha cái. Với lại ảnh thánh Faustina. Rồi chúng con được con đem con heo đó anh phát dùm cho các bạn dùm cha cái. Khoan. Follow 2. Cho con một tấm ảnh follow 2. Trong nhà còn tấm ảnh follow 2 cho dùm cha cái follow 2. Và đây là lộc xuân còn lại cho chúng con. Mỗi bé một lộc xuân về cho ba má nha. Đây phát lộc xuân cho các bé. Rồi sau đó chúng con mới có rồi chúng con mới đem con heo. Đây là đề can Chúa Ba Nơn và Mẹ Lòng Thương Xót gửi tặng cho đứa đạo Bên Lương. Đạo Bên Lương ơi. Đạo Bên Lương này. Rồi. Đây đạo Bên Lương. Rồi chúng con bây giờ chúng con xếp hàng chúng con đem lại cho heo Lòng Thương Xót Chúa. Thưa anh chị em, những hình ảnh quá đẹp mà có lẽ chỉ có ở giáo điểm Tin Mừng mới có những hình ảnh có đứa bé cả bên đạo, cả bên lương mà vẫn có lòng thương xót. Đấy là lòng hiếu khách, đó là tình. To lên, đó là lòng, đó là tình. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cầm cây quạt.